dạ dày. Xin mời thí sinh kế tiếp, Minh Thư. Cho tất cả danh hài, cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Vẫn sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Rồi giới thiệu đi con. Dạ con là Minh Thư. Dạ con là Ngọc Quỳnh. Hai đứa là bạn với nhau hả? Dạ. Nói chứ hôm nay mình lên đây là mình diễn cho hay nha. Dạ. Lấy cái nào hay nhất diễn đầu tiên. Dạ. Dạ. Phải có hai đứa nha. Đừng dạ. Đợi màn thứ hai bạn kia mới ra là cơ hội nó thấp đi chứ. Dạ. Con lấy đạo cụ. Hôm nay học sinh nhiều nè. Thời gian 60 giây bắt đầu. Mất cười chỗ nào nó nghe coi. Mất cười chỗ nào? Dạ lúc giật với lại lúc bạn nó quay lại. Giật cười chỗ nào? Bà giật hè, bà không giật, bà giật người ta sợ gần chết. Thôi bây giờ nghiên cứu lại ha. Rồi cảm ơn hai đứa. Rồi cảm ơn hai con. Xin mời nhóm thí sinh kế tiếp. Cho tất cả danh hài, cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Vẫn sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Rồi bé lớn nhất đại diện giới thiệu nè. Con xin kính chào chú Trấn Thành, con xin kính chào chú Trường Giang, con xin kính chào chú Bắp. Con Thanh Vân, năm nay con 11 tuổi. Con tên là Phượng Miến, năm nay con 9 tuổi. Con xin chào chú Trấn Thành, con xin chào chú Trường Giang, con xin chào Bắp Bắp. Bắp Bắp luôn. Con xin chào chú Trấn Thành, con xin chào chú Trường Giang, Bắp Bắp. Trời bà nhỏ bà cũng hay xin miếng xà quá ha. Tụi con là như thế nào của nhau? Dạ chị em. Một nhà luôn hả? Dạ không, bé này là em họ thôi. Em họ, ba đứa chị em cùng cha, cùng mẹ, một đứa em họ. Dạ. Rồi chơi chung thi lấy tiền về cho gia đình đúng không? Dạ. Rồi bây giờ diễn cái gì mà tất cả mọi người cùng diễn nha. Dạ. Rồi sẵn sàng tụi con nha. 60 giây bắt đầu. Bụt đi. Bụt ơi, con mập quá, con muốn ốm. Được rồi, ta sẽ làm cho con mập thêm. Thôi con chịu đau. Tại sao con khóc? Bụt ơi, con ốm, con muốn mập. Được rồi, ta sẽ làm cho con gầy thêm. Tại sao con ốc tiêu này khóc? Hai chị này để con khóc. Bà với cứu con, bà cứu con. Con hay khóc con là hay cười vậy? Con đang khóc quá ông Bụt. Sao tâm lý con ngược vậy? Thôi để ta biến giúp con. Cái chân con này nặng quá. Cái chân con này hết thời gian rồi con. Thôi các con đừng buồn và khóc nữa, các con về đi. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình Thách Thức Kinh Hài mùa thứ 6. Giáng sinh đã về. Merry Christmas. Ôi anh Giang, nay anh cũng đi xe buýt nữa hả? Nè
Nãy giờ em tưởng ai chứ anh Giang thì thoải mái đi anh. Dạ em chỉ có nhiệt tình thôi chứ còn diễn em nhìn là em biết dở rồi. Rồi thi tiếp. Dạ thôi. Đón xem tập 12 Thách thức danh hài mùa 6 phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2019 trên kênh HTV7.